ATM Lucky, Hải Long Land, Mic Group đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý vị khán giả. Đây là chương trình Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 trên kênh thông tin Invest TV. Chương trình hôm nay, ngày 29 tháng 3 năm 2021 sẽ có nhiều thông tin nổi bật như sau. Hà Nội kiến nghị Trung ương hỗ trợ hơn 21.000 tỷ đồng cho 4 dự án giao thông. Từ ngày 30 tháng 3, Quốc hội kiện toàn nhân sự cấp cao của nhà nước. Giao dịch bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng đóng băng. Tập đoàn E.ON đầu tư 190 triệu đô la Mỹ xây dựng trung tâm thương mại tại Bắc Ninh. Điện Biên chấp thuận đầu tư mở rộng cảng hàng không. Doanh nghiệp Việt không nằm ngoài vùng ảnh hưởng trước sự cố tắc nghẽn kênh đào Suez. Uông Bí đón sốt đất đầu năm 2021. Thưa quý vị, các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai, cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32 đoạn từ Sơn Tây đến cầu Trung Hà, xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình và xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng và đường nối ra quốc lộ 32 đều được đánh giá là các dự án trọng điểm của thủ đô. Và mới đây, các dự án được kiến nghị hỗ trợ hơn 21.000 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Chu Ngọc Anh kiến nghị Chính phủ xem xét cân đối nguồn lực, báo cáo Quốc hội xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 đến 2025 cho 4 dự án lĩnh vực giao thông với nhu cầu vốn 21.351 tỷ đồng, giúp tăng cường khả năng kết nối, lan tỏa vùng. Đây đều là các dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội, không chỉ phát triển cho Hà Nội mà còn cả các tỉnh miền núi phía Bắc. Bao gồm cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai, cải tạo, nâng cấp quốc lộ 32 đoạn từ Sơn Tây đến cầu Trung Hà, xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình và xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng và đường nối ra quốc lộ 32. Với kiến nghị này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Hà Nội báo cáo Thủ tướng và có kết quả đồng ý 3 dự án. Tại buổi làm việc, thành phố Hà Nội cũng kiến nghị Chính phủ giải quyết một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai đầu tư một số tuyến đường sắt đô thị, như đối với vị trí ga C9 trong tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo. Kiến nghị chấp thuận vị trí nhà ga C9 theo đúng dự án đầu tư và quy hoạch giao thông đã được phê duyệt. Theo dự kiến, chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 bắt đầu từ ngày 30 tháng 3, Quốc hội sẽ kiện toàn nhân sự cấp cao của nhà nước. Đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Trao đổi trước kỳ họp, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Ban Công tác Đại biểu cho biết, các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đều phải trình Quốc hội theo các bước đã được luật định. Về quy tắc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình nhân sự Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước để Quốc hội bầu. Cho đến thời điểm này, ngoài nhân sự Chủ tịch nước, các nhân sự cấp cao còn lại chưa được thông báo chính thức. Đáng lưu ý, sau Đại hội 13 của Đảng, tại khối Quốc hội, toàn bộ lãnh đạo khóa 14 bao gồm Chủ tịch Quốc hội và 4 Phó Chủ tịch Quốc hội đều không tái cử Ban chấp hành Trung ương. Ngoài ra, 8 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng không tái cử nhiệm kỳ mới. Cũng tại khối này, có 5 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Những người này sẽ tiếp tục nhiệm vụ hoặc có thể phân công nhiệm vụ mới. Tiếp tục về công tác nhân sự, ngày 2 tháng 4, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Ủy ban Thường vụ trình danh sách để đề cử Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Theo Tổng thư ký Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc, đây là lần đầu tiên đương kim Thủ tướng được giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Thưa quý vị, theo báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng của DKRA Việt Nam cho biết, nhóm bất động sản nghỉ dưỡng ven biển rơi vào tình trạng đóng băng giao dịch suốt 12 tháng qua. Nguyên nhân là chịu tác động kép của đợt suy giảm từ nửa cuối năm 2019 và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo đó, tiêu thụ đất nền tại thành phố biển năm ngoái chỉ bằng 2% của năm 2019, thanh khoản biệt thự biển lao dốc, thị trường gần như ngủ đông. Thị trường hoạt động cầm chừng suốt năm 2020, thậm chí gần như ngủ đông. Nguồn cung mới giảm kỷ lục, sức tiêu thụ xuống thấp ở hầu hết các phân khúc và giá bán có dấu hiệu hạ nhiệt, điều chỉnh đáng kể trên thị trường thứ cấp so với năm 2019. Giao dịch trên thị trường thứ cấp kém sôi động, tính thanh khoản thấp. Giá thứ cấp ghi nhận ở mức giảm trung bình từ 5 đến 10%. Riêng một số trường hợp người bán cần thu hồi vốn gấp ở các dự án thuộc khu đô thị Tây Bắc
quận Liên Chiểu hoặc khu đô thị Nam Hòa Xuân, quận Ngũ Hành Sơn, mức giảm giá thứ cấp có thể lên đến 15-20%. Năm 2020 cũng đánh dấu giai đoạn đất nền tại Đà Nẵng có nguồn cung và lượng tiêu thụ mới giảm mạnh, dù hàng chủ yếu tập trung ở quận Liên Chiểu và quận Ngũ Hành Sơn. Suốt năm chỉ có 2 dự án mở bán, cung cấp ra thị trường khoảng 183 nền, chỉ bằng 3% so với năm trước. Condotel tại thành phố này cũng ghi nhận sức tiêu thụ thấp nhất trong 5 năm qua. Lượng tiêu thụ dự án mới chủ yếu đến từ một dự án trên đường Võ Nguyên Giáp. Thị trường condotel có sự dịch chuyển với chương trình ủy thác cho thuê, tỷ lệ cam kết và thời gian cam kết giảm đáng kể so với giai đoạn 2016-2018. Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh cho biết, theo biên bản ghi nhớ, IOMO sẽ đầu tư xây dựng dự án trung tâm thương mại quy mô cấp vùng và tỉnh, sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ dự án. Trước đó vào cuối tháng 2, IOMO đã ký với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế biên bản ghi nhớ về việc nghiên cứu đầu tư trung tâm thương mại ở tỉnh này. Dự án có tổng vốn dự kiến lên tới 160 triệu đô la Mỹ. Mới đây, doanh nghiệp Nhật Bản đã ký kết với Bắc Ninh về đầu tư dự án IOMO có giá trị 190 triệu đô la Mỹ vào năm 2022. Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, xác định trung tâm thương mại IOMO là dự án quan trọng, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ để doanh nghiệp sớm khởi công. Việc IOMO đầu tư vào Bắc Ninh được tỉnh xem là động lực để phát triển đầu tư trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đưa Bắc Ninh là điểm đến hấp dẫn không chỉ với các nhà đầu tư mà còn trong lòng khách du lịch. Ngoài ra, các sản phẩm nông nghiệp, truyền thống của Bắc Ninh cũng sẽ có cơ hội được đưa vào hệ thống phân phối, tiêu thụ trong trung tâm thương mại. Những mặt hàng phù hợp cũng có thể được xuất đi Nhật và các kênh phân phối của Aeon. Aeon đang có kế hoạch phát triển mạnh vào Việt Nam, dự kiến khai trương 20 trung tâm thương mại, đầu tư hơn 2 tỷ đô la Mỹ đến năm 2025. Hiện doanh nghiệp này đang có 6 trung tâm thương mại trên cả Việt Nam. Khu đô thị Việt Hàn được hình thành như một minh chứng cho sự phát triển ngày càng thịnh vượng của Phổ Yên. Khu đô thị Việt Hàn tọa lạc tại thôn Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Từ khu đô thị có thể kết nối dễ dàng tới các trục đường huyết mạch và tiện ích khu vực. Khu đô thị Việt Hàn hướng tới trở thành một khu đô thị lộng lẫy, hiện đại bậc nhất trên miền đất hứa, sẽ kiến tạo một môi trường sống đẳng cấp, hiện đại với đầy đủ tiện ích hoàn hảo, bao gồm các dịch vụ như trường học quốc tế, khu văn phòng, khu mua sắm, không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao và giải trí, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe. Trong tương lai, Phổ Yên sẽ trở thành một trong những thành phố phát triển bậc nhất tại khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ bởi những khu công nghiệp tầm cỡ và những khu đô thị đẳng cấp. Khu đô thị Việt Hàn sẽ là ngôi sao sáng giữa thành phố Phổ Yên hoa lệ, là nơi tạo nên những giá trị cho cuộc sống của bạn. Khu đô thị Việt Hàn, nơi niềm tin trở thành giá trị. Thủ tướng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên do nhà đầu tư Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV thực hiện với tổng vốn đầu tư hơn 1.547 tỷ đồng. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 470/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng Hàng không Điện Biên. Mục tiêu của dự án đầu tư xây dựng mở rộng sân bay Điện Biên công suất 0,5 triệu hành khách một năm, đảm bảo khai thác máy bay A320, A321 và tương đương, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh Điện Biên nói riêng và cả vùng Tây Bắc nói chung. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 1.547,563 tỷ đồng, trong đó sử dụng vốn chủ sở hữu 100%, thời hạn hoạt động dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện 34 tháng kể từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư, quản lý và phối hợp quản lý hoạt động đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục và bố trí vốn đủ để đảm bảo điều kiện thực hiện giải phóng mặt bằng dự án, đáp ứng tiến độ triển khai các hạng mục dự án, đảm bảo hiệu quả việc sử dụng đất,
sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng, tránh việc lãng phí tài nguyên. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án, hiệu quả đầu tư dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, cùng với tình trạng giá cước tàu biển tăng cao do tác động của dịch COVID-19, sự cố tắc nghẽn kênh đào Suez sẽ ảnh hưởng tới hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với khu vực châu Âu. Năm 2020, Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu với kim ngạch 43,7 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu từ thị trường này là 18,5 tỷ đô la Mỹ. Hai tháng đầu năm 2021, con số xuất khẩu là 7,5 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu 3,1 tỷ đô la Mỹ, tương ứng với tốc độ tăng trưởng 18% và 12%. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trong trường hợp việc giải phóng tàu Ever Given kéo dài, nếu các tàu đi vòng qua mũi Hảo Vọng, mũi đất ở rìa phía nam của bán đảo Cape, cách thành phố Cape Town sẽ khiến hành trình từ châu Á tới châu Âu kéo dài thêm 2 tuần, làm chi phí gia tăng đáng kể. Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam cũng cho biết thêm, nếu tình trạng tắc nghẽn tại kênh đào Suez tiếp diễn sẽ ảnh hưởng tới vận tải của toàn thế giới. Các tàu chở hàng xuất khẩu sang châu Âu và bờ Đông Mỹ đã phải đi vòng qua châu Phi. Việc này sẽ làm tăng giá cước và kéo dài thời gian vận tải thêm đáng kể. Hiện Bộ Công Thương đã có chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập theo dõi sát tiến độ giải phóng tàu Ever Given để thông tin kịp thời đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Được biết, kênh đào Suez thuộc Ai Cập là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới và là con đường ngắn nhất nối châu Á và châu Âu. Hoạt động vận tải đi qua kênh đào Suez chiếm tới 12% giao thương toàn cầu. Nếu không có tuyến đường này, các tàu phải đi vòng qua châu Phi và mất thêm vài tuần cho hành trình. Hàng hóa vận chuyển qua kênh đào chủ yếu là hàng khô như ngũ cốc và khoáng sản và dầu. Ước tính mỗi ngày kênh đào Suez bị nghẽn tắc làm gián đoạn hoạt động thương mại hàng hóa trị giá 9,6 tỷ đô la Mỹ. Tính đến ngày 28 tháng 3, khoảng 300 tàu ùn ứ tại kênh Suez, nhiều hãng tàu đã chọn giải pháp đi đường vòng trong bối cảnh cuộc giải cứu Ever Given chưa thành công. Bất động sản Quảng Ninh đang trở thành mỏ vàng của các nhà đầu tư. Hiện tại, cơn sốt đất đã lan tỏa từ Vân Đồn, thành phố Móng Cái và đang bùng nổ tại Uông Bí. Là một trong những tỉnh luôn giữ vững ngôi vương về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Quảng Ninh đã tạo ra một môi trường đầu tư lý tưởng với cơ hội sinh lời hấp dẫn. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, giá bất động sản tại Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí không ngừng tăng, tạo nên cơn sóng sốt đất ở các thành phố này. Đặc biệt sau những bước chuyển mình ấn tượng về hạ tầng giao thông như tuyến đường du lịch 10 làn xe nối từ Hạ Long với tuyến cao tốc Hải Phòng Vân Đồn, Quảng Ninh đã thu hút những ông lớn đổ bộ về đây như Vingroup, Sun Group, Bim Group và tập đoàn Samsung trong thời gian tới. Giá nhà đất vẫn tăng cao trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra trên toàn thế giới và dòng tiền gửi vào bất động sản vẫn tăng khá mạnh, đột biến do đầu tư các ngành kinh tế khác không hiệu quả bởi dịch bệnh. Cùng với đó, lãi suất ngân hàng giảm sâu, cộng với việc đầu tư ngắn hạn vào chứng khoán và vàng có lãi lớn trong thời gian vừa qua, nên nhiều nhà đầu tư nhanh chóng chốt lãi và găm giữ bằng bất động sản. Thực trạng trên thể hiện rõ nhu cầu đầu tư tăng trong khi lượng hàng khan hiếm khiến giá nhà đất tăng mạnh. Và với những tài sản khan hiếm như bất động sản, thì giá cao, lập đỉnh cũng rất khó quay về vùng đáy trước đó. Sự bứt phá của thành phố Uông Bí đến từ vị trí cửa ngõ chiến lược của tỉnh Quảng Ninh. Đây chính là tâm điểm của tam giác phát triển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội. Có thể thấy, Uông Bí đang nắm giữ hai mạch giao thương quan trọng là quốc lộ 18, tuyến đường nối Quảng Ninh với Hà Nội. Tính từ đầu năm đến nay, bất động sản Uông Bí chứng kiến sự tăng trưởng nhanh về dự án, giá cả và số lượng giao dịch tăng từ 10 đến 20%, thu hút dòng vốn đầu tư từ khắp các tỉnh đổ về, đặc biệt là các dự án gần tuyến đường quốc lộ 18.
đây thì thời lượng của chương trình Điểm tin 24 giờ cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, cũng như cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Long, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mic Group Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Lộc Gia Phát. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế và bất động sản. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ mail là banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.